ít mẹ. Có anh nhá. Có con cặc gì? Có. Đâu? Chắc chắn có ở bên dưới. Thầy ơi, mỗi thằng. Mày không thoát được đâu con trai. Có một thằng thôi. Tôi bị căng tình yêu. Ê, đằng sau có thằng. Bắn chết con mẹ nó. Kêu. Từ từ, con thằng ngồi trong nhà ấy. Rồi, cứ được. Em đây, để em ngó xem nó ở đâu. Từ từ cho tao ngó với, địt mẹ mày cầm khẩu lồn từ đây. Phòng này anh ơi. Uầy, nó cầm shotgun đấy, địt mẹ. Ui, đó là Tommy gun coi mẹ. Yếu anh ơi. Sao nhảy vào, địt mẹ mày. No. Ui, địt mẹ quá ơi. em bấm nhảy lên để em bắn đi cho chiến đấu nó trèo vào anh ạ. À. Vãi lồn, tao nói gì bây giờ Quang? Địt mẹ đồ đang ngon ạ, vãi lồn thật. Nó yếu rồi. Yếu con cặc, địt mẹ mày, tao bắn 3 viên mù tạt nó có chết được đâu. Anh đợi tí em đổi nút cái, ít có mẹ em để nút nhảy với nút trèo cùng nhau ạ. Địt mẹ mày. Đéo hiểu cả đêm được cái top 1 với mày không? Được, anh ơi, lỗi. Em bắn nó vào đầu và mồm nó rồi mà, chỉ cần nhảy lên nó chỉ cần ngửi đạn thôi là nó chết mẹ rồi. Nhưng mà anh không bắn trúng nó viên nào à? Sao trúng? Địt mẹ em xem lại stream em. Tao bắn nó 3 viên là ít. Địt mẹ em thề. Gánh theo cục tạ này. Các bạn mà muốn xem top 1 thì khoảng 3 giờ sáng quay lại nhá. Các bạn đừng đá stream nhá, để tối nay bọn mình chai hát lấy khoảng 7 cái top 1 các bạn nhá. Mà lòng nha, đâu thỉnh thoảng thuê gái cho nó vui thôi. Đợi tí mình thuê gái các bạn, để mình đi phải warm up mấy trận này. Muộn cho gái nó mệt rồi, bắn nó đỡ nói nhiều các bạn. Thì phải con gái nói nhiều lắm, nguy hiểm vẫn luôn. Anh thấy anh Quang ngoài cái nói ra còn làm được gì không anh? Đít con mẹ mày cay vãi lồn thế. Chú cũ em ơi. Nó chạy phía bên thẳng mặt hướng đấy. Đúng rồi, hướng thẳng anh nhìn đấy, chuẩn luôn. À thấy rồi. Con mẹ, con cặc nó cầm khẩu súng lục. Thì đấy nó mỗi súng lục nó chả chạy. Sáu viên rồi này. Ôi cái địt con. Địt con mẹ em. Ui thằng tài con. Ui địt mẹ Quang ơi, kiếm cái xe chạy đi Quang ơi. Chạy chắc rồi còn gì nữa anh. Ui địt mẹ còn thằng bung ru ra này. Còn thằng trước mặt này nữa chứ. Còn lút con cặc gì nữa. Đi. Anh có súng gì đây? Đây em lấy một khẩu này. Khẩu gì? Tommy gun. Ui nhà mở cửa rồi Quang ơi. Địt mẹ. Xe thấy. Anh ơi cầm súng để phòng thân thì tí nữa đến đâu nhảy xuống còn bắn được. Súng gì mày? Địt mẹ tao có khẩu lục rồi. Cầm Tommy gun đi, em có Uzi với Tommy gun. Địt mẹ mày, thôi cứ lên xe đã rồi tính tiếp, nhanh lên không địt mẹ nó lùa bây giờ. Rồi đi. Mình cứ đi dần thôi. Đúng vậy. Đây ví dụ mình sẽ đá lẻ qua nhà này xong mình lại đi tiếp. Rồi. Anh lút nhà đỏ nhiều đồ hơn. Để em có đồ rồi em lút nhà Doraemon cho. Đâu nhỉ? Ui, địt mẹ nhìn tao dựng cái xe thế giới vãi lộn đâu. Địt mẹ chất vãi lộn. Ơ sao nó đéo hạ lít xuống nhỉ? Ờ, thế nó mới hay. Đéo có súng ạ. Đi tiếp Quang ơi. Em bảo rồi, anh cầm tạm một khẩu đi để phòng thân. Địt mẹ sắp có súng rồi. À đây có rồi. Mày chết. Ui, địt mẹ xe đéo hạ lít xuống ạ. Ôi anh ơi, anh nhìn cái giảm sóc ở đằng trước của nó không? Ờ, nó bị lùn nhùn này. Địt mẹ mày trông vãi lồn thật. Đi. Ôi. Tôi chết mẹ. À đây đây, đi được. Địt con. Quang ơi, lên xe Quang ơi. Ra chỗ tao thoáng. Trời thì lồn là được anh em. Chạy trái. Còn mẹ. Trời thì lồn là được anh em tao. Ui cái lồn gì đấy? Yeah. Ui chúng nó bắn nhau kìa. Đây, nó đến anh ơi. Nó đến kìa, kìa trước mặt kìa. Địt mẹ Quang ơi, đéo ai để ở lên ô tô đấy bao giờ. Ui anh. Nó xuống ngay. Ui. Hay anh ơi. Anh lút đi em kê, anh lút em kê. Kê đi anh lút. Rồi anh lút em kê.
Xong chưa anh cây em lút này? Chưa, để anh nhặt hết đã, địt vậy. À địt, có mẹ chơi không Quang? Đâu 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 đâu? Trước mặt, trước mặt. Đi luôn. Ui. đi. Lút đâu, lút đâu, lút đâu? Lút được không? Lút được, lút được, lút được, chỗ này lút được. Smoke ra, smoke ra, lút, smoke ra. Quả smoke lút nào nhá? Rồi em ném rồi, em ném rồi. K ai rồi, có K, có K. Ui. Bắn đi, anh bắn đi, bắn. Địt mẹ. Thôi anh bắn nhá. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Anh cố vậy. Từ từ đã hai xác mà. Ôi. Hai thằng mà đúng không? Anh đội. Ê, anh đội. Hả? Có một thằng thôi, anh vẫn giáp ba đi à? Đâu? Ờ nhờ, địt mẹ giáp ba ra đâu rồi? Đây 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 đây, mang đây mang đây mang. Mày đâu? Sao anh lại cầm giáp một? Thì địt mẹ vẩy nhầm. Đâu rồi? Từ 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 bắn đã, bắn đã, bắn đã. Xe 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 xe. Từ từ địt mẹ đi 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 Quang ơi, giáp ba đâu rồi? Đi, em cầm đây rồi, em cầm đây rồi. Anh nhặt giáp hai đi. Đi giáp hai đâu, giáp hai đâu? Địt mẹ. Trong xác, trong xác, trong xác. Không có. Đi 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 Quang ơi, đi 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 cái mẹ đó. Quang ơi, đi 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 cái mẹ đó. Địt con mẹ em tiếc cái giáp ấy nhở? Em cầm rồi. Không, cái giáp hai, địt mẹ. Ai? Ai? Địt mẹ này chúng tiết lồn là được. Đuổi đi. Địt con mẹ mày, đuổi đấy, đuổi đấy, đuổi đấy. Bọn mày không thoát được đâu. Tui bị cắt tình yêu. Mày ngồi sau mày, địt mẹ mày tính nhà để chấm đi. Đấy, anh muốn đi thế giới hay là muốn đi kiểu địt mẹ ao làng? Đây, anh thấy nhà này không? Được, ok. Ui, nhà ấy thủ khó lắm. Thế thì... nhà nó bé bé thôi, nhìn được nhiều hướng ấy. Đây. Đúng chấm 1 luôn. Nhà Zada. Địt mẹ mày, nhà đấy nó công được nhiều hướng vãi luôn. Các bạn bảo nhá. Thì mình, thì mình nhìn được nhiều hướng thì nó phải công được nhiều hướng chứ anh. Từ từ để tao xem nào. Ờ được, địt mẹ tao nghe mày. Ui, I don't. Anh lên đấy anh có ca đúng không? Anh lên đấy anh đứng anh bắn cả thế drop, giới. Drop kìa, địt mẹ đi ăn không? Ăn không? Ăn chứ còn gì nữa. Địt mẹ, mình tay to mà, mình sợ đéo gì. Khoảng này, khoảng chấm 1 này. Làm biểu diễn một vòng cho đi. Ôi, anh địt con mẹ xe sắp nổ quá rồi. Nổ tí phải kiếm xe khác anh ạ. Ôi có người đang ăn, có người đang ăn. Có người. Kiếm chỗ nào cover bắn nó chết mẹ nó anh ơi. Ui đéo được anh ơi, nó có nhà vệ sinh ấy. Ơ nó ăn hay là có đái xuống, đái xuống, đái xuống, đái xuống. Từ em đã thấy người đéo đâu. Có thằng gần rồi anh ơi. Nét, không gần đâu, một thằng ở drop ấy, một thằng ở bên dưới khe. Mở cánh này. Từ từ nhá, mở vừa vừa thôi nhá anh nhá, đừng mở quá. Ôi đéo được rồi, địt cụ nó khuất lắm. Nó nhà vệ sinh ai, dưới nhà vệ sinh ai. Tham mình địt cò mày. Mày đéo có quả lồn gì à Quang? Ôi, một thằng yếu. Đẩy không? Từ từ nhá. Dưới nhà vệ sinh gì? Em hưu. Nhìn á, góc nhìn ba anh ơi, góc ba anh ơi. Ô, có một thằng bắn M249 nó ở ngay dưới cái mỏm đồi của anh em mình luôn ấy. Nó mở mẹ sang phải trái rồi anh ơi. Một thằng dính viên ca này. Đâu, nó ngay dưới, đây, quang, nó ngay dưới này. Em biết. Đẩy thằng đấy, đẩy chết mẹ nó anh ơi. Trời em ơi, địt con mẹ mày không thoát được đâu, con trai. Thằng đấy yếu. Nó còn đấy ơi, còn thằng M249 nữa. Thấy đâu đấy rồi. Đây đợi tí đẩy cứu bạn em ơi. Ok, em hưu. Em thay đạn. Thay đi. Sau ô tô anh ơi. Thấy. À. Một viên ca rồi em ơi. Hay anh ơi. Đừng làm gì liều lĩnh anh nhá. Mày có quả lồn gì không, ném nó đây Quang. Em hết nét rồi. Đi bẻ anh ném mù thằng đang bị nốc rồi này. Ui. Cũng được anh ạ, để nó không report được cho đồng đội. Đúng vậy. Ui, địt mẹ nó ném mù lại. Anh ném mù đấy. Bây giờ nhá, em đẩy anh kê này. Anh chắc không? Chắc. Mày chắc không? Em chắc vãi luôn. Địt thế thôi anh ơi. Thế cho nó nhanh. Để tao đi đá kia, địt mẹ thằng kia có giáp 3. Thằng này có mũ 3. Tao lấy thằng mũ 3. Ok, thế em là như nào? Là anh lấy thằng này, mày lấy thằng kia. Rồi, ok. Ui thằng này có 1-24, địt con mẹ. Ui có ấy này anh.
có Silent này. Ôi, có người. Ở đâu? Nó đang phi xe đây, nó đang phi xe máy đây. Đấy, nghe thấy chưa, nghe. Phi vãi lồn em ơi. Đấy. Anh ơi! Trước mặt, gần vãi lồn. Em hưu, anh kê, em hưu. Hưu đi. Hưu lồn lâu thế. Xong rồi, nhưng mà không đẩy được. Yên tâm, lúc nào có em ở đằng sau anh nhá. Ông từ từ đi. Ui, còn mẹ mày. Thôi, đầu vãi lồn thế, cẩn thận nó đẩy. Ui, đi co mẹ bọn này ném nết, biết ném vãi lồn. Này, địt mẹ một cái hõm trước mặt là đẹp vãi lồn. Ôi, cái kia nó đầy kìa, Gốc cây, được rồi, anh thấy nó nha, từ nha. Ok, mùa thu đúng không? Ờ. Hay anh ơi, có mỗi thằng à. Từ nhá, chưa biết. À, thế thì... Ờ, hay là thằng, từ, hình như thằng này nó đẩy hay thằng vừa rồi sao ấy. Đấy thì chưa, địt mẹ mày, tao bảo con mà. Sợ quá, sợ. Ui, anh đang chạy thẳng ra chỗ, hình như có một thằng đấy. Không, anh mày, anh mày đây đẹp vãi lồn rồi. Ok. Cây xe đây luôn, để tí còn. Check xung quanh đi. Ơ, trên nhà 2 tầng Doraemon anh ơi. Mạng không, cẩn thận. Rồi, hiểu. Không được bắn vào mồm đấy. Một viên sượt đầu rồi này. Ui, đẹp quả lồn đi vậy. Ê, đéo đến đâu. Ở đâu bắn em nhỉ? Ai? Trước mặt là hướng SVK kìa. Rồi, em nốc mẹ rồi. Hay. Về đây. Smoke. Về đây, bò hẳn vào đây. Gần rồi này, anh ơi, đằng sau à. Bắt bọn. Ấy! Từ nha. Có quả lồn thì ông ném ra nốt đi em. Từ anh Độ ơi, anh đẩy à? Mà ném nết này. Nết kìa. Ai, con máu đi quá. Đau quá. Ai, đau quá, địt có mẹ cả trước cả sau. Từ anh Độ ơi. Địt có mẹ nhiều hướng bắn quá. Nốc một anh ơi. Anh đâu rồi? Từ từ nhá, để anh xem nào, có cứu được anh ạ. Anh ơi, anh bò vào đây. Ngoài bò. Bò được. Địt ngoại. Thêm quả nữa. Được. Quá gầy, được. Cứu. Nó đẩy gần đúng không? Rồi. Địt mẹ M249. Hay. Xong. Từ. Trên nhà đôi mon bắn. Quay lại. Quay xe đi. Rồi. Em quăng smoke không? Em phải quăng quả smoke. Đúng một quả. Còn nết không? Quăng vào ban công kiểu lồn chết thằng kìa. Đéo được rồi, hai thằng ở ban công. Yên không cứu nào. Được nhá. Cứu được. Hở không? Yên ơi, cứu được. Em phải có quả lồn thì em ném lên cơ, không chú nhìn vãi lồn à. Em có quả nết. Em ơi. Anh còn máu không? Anh còn phớt không? Đây, bơm đi. Bơm đi rồi ném, bò chậm lắm.
Rồi 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 rồi. Cái gì con mẹ? Địt con mẹ mày sao đấy nhở? Ui địt mẹ mày xoáy quả vãi lồn đấy. Địt con mẹ. Ai à? Chuyện nó đi mày. Tao mắc quá. Địt mẹ. Xoáy vãi lồn. Căng thẳng thế nhở? Xoáy không trúng với lão. Địt con mẹ mày cay thế nhở? Cơ hội đến đây rồi. Mà quả đấy anh làm cũng được mà. Địt mẹ, mày anh vội quá. Đúng rồi, quả đấy địt. Anh cứ bị phân vân đi là anh có nên sấy hay không. Địt mẹ. Tâm lý anh ơi, tâm lý. Run vãi lồn, địt mẹ. Đúng game thủ chuyên nghiệp thì phải ở sấy vãi lồn. Không, mà địt thò mẹ, thấy hay vãi lồn. Ui, địt mẹ, tao bắn cả hai thằng yếu vãi lồn rồi, địt mẹ. Chúng bên đéo đâu đi. Có. Lai chai. Tại vì sấy một lúc cả hai thằng ấy, địt mẹ. Ui, địt mẹ run hết cả người Quang ạ. Anh được 7 kill cơ á? Ừ, địt nhiều thế. Ui, địt con mẹ. Anh thích chơi hay là lấy xe đi? Chơi, sợ lồn này, địt mẹ lút đồ đi đã. Một thằng rẽ rồi. Lút nhà dài đi anh, trời ơi, nhà dài anh ơi. Ôi thôi, ăn lồn rồi, bên này còn có người nữa anh độ ơi. Tự xử nhá. Nhà dài không có người đâu đúng không? Nhà dài có. Em chịu ấy. Nhanh thế. Đi con mẹ nó nhặt được khẩu sóc lọ nó thuộc em luôn. Hai team thì nó phải một anh ạ. Ừ. Ơ, cái nhà dài nó nhảy ra. Ra lồn thì đây là cửa nó mở vào. Địt con mẹ mày. Sao sóc một viên lọ mà đéo chết nhở. Vãi lồn thật. Vô lý thế địt mẹ nó. Có nhà vệ sinh đấy. Chết nữa. Bên phải một tí anh ơi. Có nhà vệ sinh ở đồi ấy. Không được, nhà có người rồi. Kiếm hả. Lồn bắn dính thế nhở. Cái xe lồn gì đấy. Cái địt con mẹ em. Mày còn chơi cái lồn đi nữa hả em. Ê, nó ra. Ô! Mắc cửa. Còn mẹ nhà nó. Anh lại cầm cà. Ơ, anh cầm cà. Ừ. Cái địt mẹ nhà nó. Tao lại còn bị mắc cửa, tao đã lùi vào được nữa chứ. Ai? Sau anh ơi, sau hai thằng. Làm được. Gốc cây rồi. Nết. Nóc cả gốc cây là đẹp. Nết đẹp à. Nết đéo đẹp đi. Heal đi anh, em đọc vị trí cho. Nó đẩy sang trái, một thằng đẩy sang trái rồi. Trái gần rồi. Đấy. Hay, thằng kia để trái nốt, gốc cây bên trái. Thấy rồi. Địt cọp, máy bên này đẩy sang nữa. Hay anh ơi. Em ăn lồn rồi. Thằng này nó không bắn mình ấy. Từ nãy giờ ấy. Cái mẹ nó đi anh ơi. Nếu có xe nào lao vào. Đi luôn đi anh ơi, còn có 8 giây. Ui. Đây có người đây. Sấy. Sấy chết nó lấy xe. Ơ. Không đi cầu anh. Đã được, đi có mẹ đéo được cầu được. Ôi đi này khó rồi. Chỉ có ở dưới này được thôi. Tròi nhá. Nó nhìn thấy anh được.
hai thằng đừng cương. Nó thấy rồi nhá. Đừng cương anh ơi, chạy đi. Cái lồn má mày, hai viên ca trượt ạ. Đi con mẹ mày run tay quá. Quá bắn lỗi quá. Thôi con trẻ là đi mẹ mày vẩy được vào đầu quả đấy rồi đấy. Đâu xe đấy mình nhặt được mà. Xe nó trôi ở trên núi xuống chứ. Đi mẹ may quá. Chắc là chúng nó bắn nhau ở góc bên trên bản đồ. Xong cái xe nó trôi từ trên đỉnh núi xuống. Đi mẹ đúng lúc mình đang chạy bò. May vậy luôn. Đâu rồi thằng nhím đâu rồi? Đây người em đang vào anh ạ. Thế gái được không nhím? Được ấy. Anh gửi tất cả những người mặt hàng lên để em chọn. Còn mẹ. Ui 2.000 vừa PUBG này, 60.000 này. Đâu, link đâu anh? Ui, đây là bóng bắn góc 1 à? Mình bắn góc 1 hay bắn góc 3 nhỉ? Mình góc 1 đúng không? À, anh em mình góc nào anh em mình chẳng bắn được. Quả này nói chuyện hay này. Quả này nói chuyện hay này. Thế thử rồi à? Thử rồi anh, quả này nói chuyện hay vãi lồn luôn. Ô, thế đi đi bại mới quất thôi. Thế nhá. Ừ, chơi đi. Thuê 10 tiếng với hành hạ hay là mấy tiếng? Thuê hẳn một giáp đi, đi mẹ. Uhuhu baby. Hoàng Lăng mê cung nó gọi là gì? Fan sai à? Cái kiểu cầm cái tờ giấy mà thì phải viết viết tên nó gọi là gì? Fan sai đúng không? Fan sai. Nào các bạn. Ngày xưa mình fan sai các bạn nào, các bạn muốn viết cái gì nào? Viết cho các bạn nhé. Đầu ngày xưa gọi là FS anh ạ. Fan sai đúng không? Trời. Nào bạn nào viết tên nhanh nhất mình viết tên cho các bạn nào. Tên em anh ơi. À ừ rồi, ok anh thấy rồi. Chúc mừng bạn nhé, phát sai này. Ờ, đấy. Được chưa? Ui, được vãi lồn luôn. Nhìn được không? Đi bạn phát sai to thế chẳng hạn không nhìn được. Comic book. Tên là sách à? Đúng rồi. Không, book này là đặt anh ạ. Chào sách. Chào mọi người. Chào em. Trời ơi, tên em đáng yêu thế, bén rồi, anh mới thấy người tên là sách ấy. Ui, hấp dẫn thế. Em vừa mới chết xong mọi người ạ. À? À thế à, vào đi em. Anh lên lên lên, nhanh nhanh không nguội mất. Anh còn nhớ tên em không để em ghi. Đọc đấy. Đây. Ui, trông kiểu đi mà nghe giống khách quen vậy luôn nhờ. Đi trông qua lại thân thiết anh ạ. À thế à. Không, biết, biết giữ mối đấy em ạ, thế là tốt. Quen tí rồi. Mình làm, mình làm nghề dịch vụ mà, phải như thế em. Ui, giọng giống con chị nhà tao vãi lồn thế, tao nghe tao sợ vãi lồn đấy. À, anh giới thiệu anh tên là Độ, nhưng anh hay nói bậy nên là chắc là không phiền đến đâu. Nếu như em mà thấy phiền thì anh có thể nói một cách lịch sự. Không sao ạ. À ừ, cảm ơn em nhé, đi vẹn mày vãi lồn. DVD nghĩa là gì hả em? Em chẳng biết nữa mà em nghĩ nó sẽ là đặt vào đó. Đặt vào đó? Ừ à, uh-huh. Đấy là anh Quang bảo em vậy. Ui. Thì anh chứng tỏ anh có tiếng nói phết đấy chứ. Anh có tiếng nói mà. Ui. Thế là ngày xưa em chưa có cái từ đấy đâu. Xong rồi là sau khi mà thằng Quang nó thuê em, xong em mới có cái từ DVD ở đằng sau nữa. Không có, ngày trước em đã có rồi. Nhưng mà để cho anh Quang ảo tưởng về cái vị trí đấy, thế là em đã nói thế đấy. À ha. Thì ý nghĩa của đấy là gì? Là cái mặt đấy. Nó cũng có thể là một cái icon đấy. Ờ, nó giống, giống, là... nó giống như kiểu cái icon đấy. OVO là kiểu nhìn thẳng ấy, nhưng mà DVD là nhìn nghiêng ấy. À ha. Nhưng mà thực chất nó là tường vi đẹp vãi đái. Ui. Thế mẹ có mấy ông kênh chat, mấy ông dịch là đít và đít, mấy ông mất dạy với lòng trời. Đéo tưởng tượng được. Một con gái giọng dễ thương như này bị chiếm kho mẹ rồi chúng mày ơi. Thì đây ơi, em chưa được kho này rồi anh ơi. Chưa anh ơi, em không ổn rồi. Ui, nó bắn kìa. Ui. Bắn thế này chắc hẳn team chuyên nghiệp rồi. Ăn lồn rồi kho, đéo có súng anh ơi. Địt con mẹ mà chơi bẩn vãi lồn thề. Địt mẹ nó đá sao chi, nó biết tao nấp ở hòn đá này. Vãi lồn thật. Địt con mẹ mày, tao ngồi ở hòn đá bao lâu. Chơi xin đạn 7 đi, để anh bắn. Đây. Nói giọng trầm. Ôi. Nói giọng trầm cho nó ngầu. À vâng, à, đưa đạn 7 đây để anh giải quyết hết cho. Em nằm yên này đi. Anh chắc chưa. Nóc hay nóc đâu nóc từ 2
Ok, thế thì có mình nó thôi. Một chút xương xương đấy từ vị trí tự đi đi đi. Xương xương. Ừ. À. Xương xương là như nào em? Đây 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 ngoài. Ngoài đây. Yếu rồi. Nó chết rồi em ơi. Mi phải chết thôi. Mày không thoát được đâu con trai. Tobi continue. Thì mẹ tí ta phải mẹ cho mày đánh răng mới được, không nghe chúng nó đá hết. đánh răng 3 phút lận. Anh thấy ngạc nhiên thì khi mà em quen thằng Quang nó là khách quen đấy vị ạ. Tại vì đâu sau rồi. Cái clip đánh răng đấy là hầu như là bạn bè con gái các thứ là unfan hết Facebook nó rồi. Nó đi thuê gái đéo ai thèm trả lời nữa. Em mà... không, bởi vì á là em tính là để inbox hỏi xem hãng kem đánh răng đấy dùng là gì. Nhưng mà vẫn chưa có cơ hội để được xếp inbox, thế nên là vẫn chưa biết sao nữa. Em tính là bao giờ em hỏi được cái kem đánh răng đấy là hãng nào thì em mới bắt đầu unfriend anh ạ. Nó đánh cái kem đéo gì, hôm trước anh vừa mới đánh ké nó xong mẹ kem đéo màu đen như cứt mèo ấy. Đánh đéo có bọt đâu cả. Than hoạt tính anh ạ. Cái clip đấy nhá, anh quay nó phải đánh khoảng 15 phút rồi mới lên được một tí bọt đấy để anh quay đấy. Hiểu gì than hoạt tính cái đéo gì. Ui, toang rồi. Tí anh trừ thời gian cho em nhá. Thấy ok là em... là team đấy anh. Là nhận. Sao? Đấy là em còn chưa chấp nhận nữa. Chưa chấp nhận đùa. Đùa. Đấy là lỗi của em mà. Anh hối em quá trời. Thôi em đối xử tốt với anh đi rồi anh bo thêm cho. Ui đi. Thôi. Thôi. Ngại lắm. Ui. Trời ơi. Đồ ma mày. Địt mẹ có chửi bọn đá tới chim nhiều quá nó chửi lại tôi không ạ? Hát xì rồi đấy. Thằng đã xì hát đâu rồi? Em chưa có gì à? Địt. Hay anh ơi. Tao tưởng con bé Vi tao còn hỏi em chưa có gì à? Địt mẹ. Ui. Ui, anh mới có cốt 4 thôi á. Này. Thôi, anh không quen bắn mấy cái cốp to này, nó bị hoa mắt lắm. Cái nó to quá, mình khó kiểm soát ấy. Bắn nhau với chúng tôi à? Ôi! Ôi! Địt còn mẹ. Ôi, xa đây Vi ơi! Xe chưa dừng em nhảy xuống đúng không? Không, em nhảy xuống rồi xong xe nó vẫn trôi à? Gạt nó anh ơi. Gạt nó đằng sau, sau lưng. Ô đằng sau à? Mày chết rồi à? Chết hết cả team chết rồi. Ba thằng lận. Em là em kéo hai thằng lên chỗ em rồi đấy. Đâu em không nhảy... không phải tại tôi nhảy sớm quá. Tôi cũng nhảy sớm mà, tôi nhảy sớm tôi bị kẹt mà. Vi biết hát không Vi? Không anh. Thế thì mình làm bài trong khi đợi đi em. Không. Sao lại không? Em không biết hát thật mà. Em cứ hát bừa bài nào đi. Em thử xem trên cái thế giới này có ai không biết hát không? Được rồi, thế thì em hát cho anh. Nhưng mà em không hát thuộc cả bài đâu, em biết mỗi câu này thôi. Rồi ok em hát đi. Mở tung cửa sổ đón quang mặt lời. Mười điểm nhá. Dạy vậy. Dạy vãi đài.